mình sẽ giao cái Tissot 18C 10 triệu 9 nha. Đi Trảng Vàng Tây Ninh. Đây là tèo. Tèo đem theo đồ quần áo ngủ lại luôn. Nhà mày vợ. Tại vì có giao xuống thang cái rồi lại lên xe các bạn, 5 tấc. 18C. Đi đẹp chưa? Siêu xe Lamborghini Morning. Đây, hàng về rất là nhiều, các bạn luôn ngập kho nha, hàng luôn đầy kho. Thì các bạn ghé cho test thoải mái. Sắp tới thì vài hôm nữa Sơn sẽ nhập những cái mẫu lo mà giá cao cấp, tầm giá cao cấp tầm khoảng 28 triệu là dự định đấy. Lockheed Tissot Beatboxer 3 giờ.